Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Các bạn thân mến, ở Biển Đông, Trung Quốc liên tục mở rộng trái phép các đảo và bãi đá ngầm, khiến cho các nước trong khu vực nhiều lần lên án. Tuy nhiên, mới đây, báo Trung Quốc đã có cho đăng tải một bài viết với tiêu đề là một câu hỏi hết sức vô lý rằng vì sao Việt Nam đang tích cực mở rộng các đảo và bãi đá ngầm, triển khai vũ khí ở quần đảo Trường Sa, nhưng các nước phương Tây lại không lên tiếng, còn ngược lại thì luôn tố cáo Trung Quốc bồi đắp các đảo và gây nguy hiểm trong khu vực. Báo Trung Quốc tức tối thì cũng không có gì là lạ, bởi vì họ luôn là kẻ côn đồ nhưng lại giả danh trí thức, và lúc nào cũng muốn làm kẻ bị hại. Sau đây, kênh xin dịch lại bài viết này để gửi đến các bạn cùng nghe. Báo Trung Quốc viết vào ngày 5 tháng 11, hai phiên họp đã thông báo rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cho năm nay là 1,35 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 6,8% so với năm 2021. Do nền kinh tế của tất cả các nước đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng so với năm ngoái. Điều này là do Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tình hình ở một số khu vực nhất định ở biên giới Trung Quốc và eo biển Đài Loan đều là bất thường. Tình trạng bất ổn đằng sau sự ổn định và duy trì lợi ích kinh tế toàn cầu của Trung Quốc đòi hỏi Trung Quốc phải gia tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với các nỗ lực gây mất ổn định, các mối đe dọa từ bên ngoài và nguy cơ các điểm nóng trở thành xung đột. Những lo ngại của Trung Quốc không phải là không có lý. Lấy Biển Đông là ví dụ, Việt Nam đang đẩy nhanh triển khai các thiết bị quân sự trên các đảo do mình kiểm soát. Trong thế kỷ trước, do sức mạnh hải quân Trung Quốc thiếu và yếu, nhiều đảo và bãi đá ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông đã bị các nước láng giềng chiếm giữ. Trong số đó, Việt Nam đã chiếm đóng rất nhiều và hiện có 29 đảo bãi đá ngầm trên Biển Đông thuộc quyền kiểm soát thực tế của Việt Nam. Và đối với những đảo bãi đá ngầm được kiểm soát thực sự này, Việt Nam cũng đã đẩy mạnh xây dựng. Ngày 26 tháng 2 năm nay, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Đại Dương Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã đưa ra báo cáo Việt Nam tăng cường phòng thủ Nam Sa. Báo cáo cho thấy, trong 2 năm qua, Việt Nam đã tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên các đảo và bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa mà nước này đã xâm phạm. Các hệ thống phòng không phòng thủ bờ biển đã được xây dựng trên hai hòn đảo và bãi đá ngầm này. Từ hình ảnh vệ tinh, chúng ta có thể thấy rõ Việt Nam đang cải tạo hai đảo và bãi đá ngầm trên quy mô lớn. Đối với dạng san hô phía Tây, Việt Nam đã tiến hành cải tạo một diện tích lớn và diện tích đất trên mặt nước hiện là 0,28 km2. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Việt Nam đã xây dựng một số cơ sở phòng thủ trên biển, các tòa nhà hành chính, cơ sở bê tông và bong ke trên các đảo, cũng như một số cấu trúc pháp lớn có thể được sử dụng để liên lạc hoặc tình báo tín hiệu. Còn đối với đảo sinh tồn, Việt Nam vẫn áp dụng phương thức khai hoang từ biển, hiện nay đã hình thành 0,1 km2 theo cách làm này. Việt Nam cũng đã xây dựng các công trình phòng thủ dọc bờ biển trên các đảo bãi đá ngầm bao gồm đường hầm công sự ven biển và bong ke. Không chỉ có vậy, một số lượng lớn các vị trí đặt súng bằng bê tông đã xuất hiện trên hầu hết quần đảo Nam Sa và các bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát, bao gồm cả bãi đá ngầm Đá Tây, đảo Sinh Tồn. Không khó để nhận định rằng điều này được Việt Nam thiết lập để triển khai các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa. Có thông tin cho rằng Việt Nam đã triển khai tên lửa Astra mua được từ Israel trên 5 hòn đảo và bãi đá ngầm đã được kiểm soát. Tên lửa có tầm bắn 150 km và có thể bắn trúng tất cả các căn cứ ở Nam Sa của Trung Quốc. Ngoài ra, ATMI cũng cho biết trong 2 năm qua, Việt Nam cũng đã tiến hành nâng cấp quy mô nhỏ đối với các đảo do mình kiểm soát, bao gồm xây dựng các tòa nhà mới, trang bị một số radar không đối không, được trang bị cảm biến hoặc liên lạc không xác định hệ thống. Theo phân tích của báo chí Mỹ, lý do Việt Nam lắp đặt radar là để ngăn chặn bất kỳ cuộc đổ bộ nào của Trung Quốc vào Việt Nam và cũng hy vọng dân Trung Quốc can thiệp vào việc cung cấp hậu cần lên các đảo do Việt Nam kiểm soát. Tới đây, báo Trung Quốc đã đưa ra thắc mắc. Điều khó hiểu đó là Hoa Kỳ và các phương tiện truyền thông phương Tây hết lần này đến lần khác cáo buộc Trung Quốc xây dựng các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Trong khi Việt Nam mở rộng các đảo và bãi đá ngầm vì xâm chiếm của mình, thì không hề thấy lời chỉ trích nào từ giới truyền thông phương Tây. Điều này cho thấy các phương tiện truyền thông phương Tây có tiêu chuẩn kép không phân biệt đúng, sai. Về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, kế hoạch của chính phủ Trung Quốc trong 5 năm tới bao gồm các lời kêu gọi giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị cho các cuộc chiến pháp lý về tranh chấp Biển Đông. Năm 2016, Philippines đã đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế DTAC Hà Lan về vấn đề Biển Đông.
và bị Trung Quốc tố cáo là một trò hề. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng phải đề phòng một sự xáo trộn khác ở các quốc gia xung quanh Biển Đông. Các luật liên quan có thể đang được lập kế hoạch vì Trung Quốc ngày càng tin tưởng vào nhu cầu sử dụng luật quốc tế. Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận của họ. Đây là lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đối với các tranh chấp với các nước láng giềng ở Nam Sa, Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết thông qua tham vấn hữu nghị song phương. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ giải quyết rất tốt những điểm còn tranh chấp về vấn đề Biển Đông và có vẻ như Việt Nam rất lo lắng cho các hoạt động quân sự nhằm mục đích thu hồi các đảo bãi đá ngầm của Trung Quốc nên đã tiến hành các hoạt động phòng thủ quân sự từ trước. Hiện tại, chính phủ Việt Nam ít đưa ra các báo cáo trong nước về việc mở rộng các đảo và bãi đá ngầm. Người dân trong nước và báo chí cũng ít nói về chủ đề này. Lý do tại sao Việt Nam lại có những tính toán thấp kém như vậy? Báo Trung Quốc đặt câu hỏi, một là họ không muốn kích động các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông vì các đảo do Việt Nam bồi đắp ngày càng lớn. Các nước Đông Nam Á khác sẽ giảm bớt ủng hộ Việt Nam, Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan của Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần đối với vùng biển này từ Hồng Kông đến Brunei. Thứ hai, Việt Nam không ngừng nhấn mạnh khả năng tự vệ để giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Thứ ba, Việt Nam chỉ muốn Trung Quốc biết rằng nếu bị tấn công, họ có thể tự vệ. Tuy nhiên, dù vũ khí họ triển khai tầm bắn thấp đến đâu, thì tầm bắn của các thiết bị phòng thủ bờ biển bổ sung của họ cũng có thể vươn tới các đảo bãi đá ngầm ở Biển Đông và khả năng răn đe của nó là hiển nhiên. Đây chính xác là ý định ban đầu của Việt Nam. Trên đây là những nội dung mà bài viết mà báo chí Trung Quốc đã đăng tải. Trước tiên chúng ta phải khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, bằng chứng pháp lý để khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cho nên, Việt Nam có mở rộng đem cái cày cái cuốc lên thì chẳng ai nói gì Việt Nam được hết. Chỉ có Trung Quốc là nước đã chiếm đoạt vùng lãnh thổ này, liên tục mở rộng quấy rối các nước xung quanh thì mới bị các quốc gia lên án. Nếu Trung Quốc quay về đảo Hải Nam bồi đắp mở rộng triển khai vũ khí thì báo chí phương Tây đâu có rảnh rỗi để đi bới móc làm gì. Việc Việt Nam mở rộng các đảo là phù hợp vì đây là vùng đất của Việt Nam. Nhà tao, tao thích làm gì mà chả được ai dám xía vào. Báo Trung Quốc đừng cố làm ra vẻ mình là nạn nhân bất đắc dĩ trong trò chơi địa chính trị của Việt Nam nữa, thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Còn Việt Nam chúng tôi thì chỉ im lặng vậy thôi, làm gì thì làm, đâu có thời gian viết báo mà trình bày thế này thế kia. Còn theo các bạn có nhận xét gì về thái độ của báo Trung Quốc đối với báo chí phương Tây khi họ không lên án Việt Nam, còn ngược lại họ lại cực kỳ lên án Trung Quốc? Video của kênh xin được dừng ở đây, bạn có cảm nhận thế nào? Hãy để bên dưới phần bình luận nhé! Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.